Từ bé giờ mẹ thì chưa cõng, bố thì chưa cõng lần nào, là thế nào lại đi cõng gái thế chứ gì? Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại. Tôi là Phương Hữu Dương. Yes, chúc các bạn ngày mới vẻ. Thì vừa lấy em gái nuôi gọi cho tôi, bảo là nhờ tôi một việc mà tôi không biết là việc gì. Đó, bây giờ tôi sẽ đi gặp em gái nuôi để xem mà em gái nuôi nhờ tôi chuyện gì nhá. Em gọi cả anh đến luôn đấy, anh không chần chừ, thấy em bảo là em có việc thì anh đến luôn đấy, anh không chần chừ. Đợi mãi này. Thế làm sao? Này rồi không biết máy của em làm sao mà bây giờ nó cứ đơ hết cả ra rồi. Thế cái việc quan trọng là máy điện thoại của em đơ hả? Đúng rồi, việc quan trọng cực kỳ quan trọng gì con gái mà đơ lăm loát mãi cũng được ý. Anh cứ tưởng có chuyện gì quan trọng thì hóa ra là điện thoại đơ cũng gọi anh đến. Đơ là đơ rồi, em chẳng biết làm sao. Đấy mà. Em tải một đống ứng dụng này. Thì chả thế. Thì bây giờ anh có một cái gọi là cái app, nó rút gọn Facebook rồi Instagram, vâng. Twitter, YouTube vào trong cái app đấy, rất là tiện lợi. Vâng. Ở iOS và Android đều có. Đây là anh sẽ tải bản Android nha. Vâng. Thì máy cứ tải thử, nếu mà em thấy dùng được là thì em để lại. Vâng, anh thử tải cho em đi. Not browser đây này. Not browser. Đây này. Cái phần mềm này. Đấy, vâng. Em cài đặt đi. Đấy, anh thấy chưa, nó đơ mà. Okay. Đấy. Nhanh lắm, cái phần mềm này chắc anh nhẹ sao ấy. Anh cũng đang dùng mà, đây này. Thế anh cũng dùng à? Ờ, nhưng mà anh chẳng bảo em sớm gì. iOS anh cũng dùng, đây này. Đây này. Thấy chưa? Vâng. Cái phần mềm này nó nhẹ mà, dùng sắp được rồi này. Nhanh lắm. Ở bản Ôi, được rồi này anh hướng dẫn em xem nào. Rồi. Thì bây giờ em mở ra. Vâng. Đấy. Okay. Em mở ra. Ồ, được rồi này. Đấy, đấy, thấy chưa? Ui. Trong cái ứng dụng này, nó có Facebook này, Facebook này, YouTube này, Amazon này, Instagram, Twitter này. Nó lại đủ các ứng dụng luôn ý. Em thử vào YouTube xem. Để em thử vào YouTube nhá. Đấy, thấy chưa? Nhanh chưa? Nhanh lắm anh ạ. Nó phần mềm em mượt cực luôn ý. Đấy, bây giờ em vào. Em thử một cái video nhá. Ừ, thử một cái video đi. Thấy chưa? Wow. Cũng như một ứng dụng YouTube bình thường thôi. Đúng rồi. Tuyệt vời lắm. Mà load nhanh nữa. Đấy, bây giờ em vào Facebook, Facebook được hết luôn. Đây, thử em thử ấn vào Facebook nha. Đấy, nó như giao diện đấy. Thấy chưa, nó như giao diện Facebook bình thường luôn. Nhanh nữa mà nó còn nhanh. Ừ. Thế thì anh mới giới thiệu cho em. Rồi. Bây giờ em tìm kiếm một cái gì đó. Nó như một cái trang tìm kiếm Google nó hay là cốc luôn anh. Nó giống như thế luôn. Để em thử tìm tên anh nhá. Em tìm Phương Hữu Dưỡng đi. Phương Hữu Dưỡng hay mà. Đấy. Phương Hữu Dưỡng. Có luôn này. Thấy chưa? Ra luôn. Đấy. Thấy chưa? Ra luôn chưa? Ra rồi này. Rất là nhanh, rất là mượt. Em thấy ứng dụng này tốt không? Tốt anh ạ. Công nhận dùng thích. Thế em phải đánh giá 5 sao mới được. Đánh giá 5 sao? Đánh giá 5 sao. Anh đánh giá 5 sao rồi. Đâu rồi nhỉ? Ở đây này. Vừa cài xong mà. Đây. Đây đây đây. 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 Đánh giá 5 sao ở dưới này sao ấy? Đây. Mày em đánh giá 5 sao. Đây ạ. Đấy. Ê, cái này em đánh giá 5 sao rồi đấy. Bây giờ em xóa hết YouTube, Facebook ở máy bình thường đi. Các bạn là cái ứng dụng này nó có trong bên trong hết YouTube, Facebook, Twitter, Instagram có hết đi. Thì bây giờ em gỡ hết những ứng dụng cũ ra thì nó sẽ máy nó nhẹ hơn và dùng nó mượt hơn. Vâng, thì nó đỡ đơ phải không anh? Đúng rồi. Bây giờ em gỡ hết Facebook ra. Thấy chưa? Máy mượt hơn chưa? Mượt hơn anh ạ. Thích không? Quá thích, công nhận thích ý. Em cảm ơn nhá. anh không thích cảm ơn Xuông. Bây giờ em làm gì cho anh, em mời anh đi ăn đi. Anh không thích cảm ơn Xuông đâu. Thế mà em mời anh đi ăn nhá. Rồi. Bây okay. Giờ đi ăn đi. Ok em. Đi anh. Em lên xe anh chở đi ăn. Đấy. Coi như hôm nay test xe mới luôn. Ôi anh một cái xe đẹp thế. Em đã bây giờ đi xe to như này chưa? Em chưa luôn, em chưa bao giờ được đi xe to như này mà yên còn ngồi, cao nữa. Ngồi lên là bênh đít rồi đấy. Bây giờ anh hướng dẫn em cách lên này. Vâng. Bây giờ em một tay bám vào vai anh, một tay bám vào yên. Vâng. Một chân dẫn lên, leo lên. Vâng. Vòng chân ra sau. Vâng. Đấy. Cao không? Cao. Cao lênh đênh luôn đúng không? Cao thế. Thích không? Thích. Thế bây giờ anh em mình đi ăn nha. Vâng. Thank you.
quên không đội mũ bảo hiểm. Đưa mũ bảo hiểm đây. Ok, đây là cái mũ bảo hiểm nha các bạn nhé. Quên không đội mũ bảo hiểm công an bắt để chết. Đội mũ vào cho an toàn. Chỗ này phải không anh? Ừ, nhét nhét đây. Cứ nhét vào. Nhưng mà nó bị... Đấy. Anh thấy mũ này xinh nhé, hợp với em đấy. Bây giờ thì mình với anh Dượng sẽ đi ăn nhá. Ăn gì? Ăn gì bây giờ nhỉ? Ăn ăn chè đi. Ăn chè nhỉ? Anh lâu lắm không ăn chè, anh thèm chè quá. Thế. Mời anh chè nhá. Vâng, em với anh đi ăn chè được. Mình em hẹn 2 cốc, anh phải gọi thêm 1 cốc nữa đi. 2 cốc cơ? Thế 2 cốc này em gọi cho em hả? Em gọi cho anh. Anh trả cốc này của anh. Không, của em đây. Em gọi 2 cốc này, anh phải gọi thêm cốc nữa đi. À, anh chưa thấy em ăn bao giờ đâu. Hôm nay xem, để xem chứng kiến em ăn được bao nhiêu cốc. Em ăn thoải mái đi. Cảm ơn chị nhá. Này cốc này cốc của anh vậy. Đấy, cho em ăn 2 cốc. Cứ ăn hết để gọi cho anh. Ăn thoải mái nha anh, hôm nay anh đãi em. Xem em ăn được bao nhiêu cốc. Em làm gì ấy? Em buộc tóc vào cho làm gì ấy? Buộc tóc vào cho nó ăn, cho nó lưng sất. À, anh chưa đi ăn với em bao giờ, để hôm nay để xem em ăn được nhiều không. Hôm nay anh mời hết, em yên tâm. Thế thì anh sẽ phải bất ngờ đấy, thế hơi tốn tiền đấy. Thật đó. Thật đấy. Thật. Trời. Em 1 cốc rồi. Nhanh không? Úi giời ơi. Ôi em ăn giỏi đấy. Em ăn chè giỏi lắm, không phải đâu, em ăn cái gì cũng giỏi. Ui, 3 cốc thứ 2 rồi. Cô ơi, cho con 10 cốc nữa. Thế rồi. Nhanh thế. Ui. Ui, sẽ em ăn 2 cốc một tí đã xong rồi. Em còn ăn được thêm nữa, anh gọi thêm đi. Ui, cô ơi, cho ăn mấy cốc nữa cô ơi. Ui dồi ôi. Qua lần nữa không? Qua lần nữa không? Thôi tạm thời thế này thôi. Tạm thời chỉ thế này thôi hả? Em để bụng tí, em ăn còn ăn cái khác, ăn tạm thời. Lại ăn cái nữa. Ừ. Đồ ăn gần 20 cốc chè thế này mà vẫn ăn nữa hả trời. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 10. Ui, hơn 20 cốc em ạ. Ui dồi ôi, em được đấy. Hả à, nào hôm nay mặc cái áo rộng này để ăn nhiều phải không? Áo rộng để ăn mà. Ui dồi ôi. Thế mục đích hôm nay em gọi anh ra là để đi ăn phải không? Mục đích là vừa để gặp anh này, xong rồi bảo anh xem một cái điện thoại, nhưng mà để ăn đi ăn luôn. Ui dồi ôi, hú hồn. Đùa anh hú hồn thật đấy. Không, bây giờ em nghĩ là phải đi ăn thêm cái gì, tại vì em vẫn chưa no đâu. Vẫn đi ăn nữa, nhưng mà thế em đi ăn cái gì nào? Hôm nay chiều nào? Ăn gà rán đi, ăn gà rán đi. Rồi ok. Ăn gần 20 cốc chè rồi, bây giờ lại đi ăn gà rán tiếp. Được, anh thích em rồi đấy. Chị bao tiền chị? 250.000. Em có ăn được hết chỗ này không? Em gọi nhiều hết. Vừa ăn 20 cốc chè xong. Em có ăn được nhiều hơn nữa cơ. Vẫn được ăn nữa. Ừ. Ui ui. Này là gì? Này, dĩa mê thì em ăn đi. Chị em ăn được bao nhiêu mà. Anh nhìn em sợ em dần đều rồi đấy. Ủa, tưởng hơn rau cà đỏ ấy, tương cà tương ớt rồi. Phát này chắc khéo. Anh sợ dỡ cả quán này xuống thì chết ấy. Em ăn cả đợt nữa, ăn hết quán người ta không còn cánh gà bán cho khách đâu ấy. Nóng á, chấm đi. Ngon được. Ui dồi ôi, chết rồi. Sợ thật lắm cái cánh gà, chén hết sạch. Thế mai anh mẹ đón em đi chơi nhá. Mai đi tiếp. Mai đi tiếp. Ờ rồi ok, mai đi tiếp. riêng em gái nuôi anh chiều thoải mái luôn. Anh đi chơi với em anh cũng rất là vui. Đi chơi với anh cũng rất là vui và rất là thích, bởi vì em được đi ăn ý. anh ấy ăn hết chỗ này anh đoán là thích là đúng rồi. Ủa, nhưng mà bây giờ em khát nước quá, anh đưa em đi uống nước đi. Anh em mình nhận đi uống nước. Vâng. Uống nước tiếp. Uống nước tiếp. Vẫn còn bụng để uống nước. Vẫn để dành chứ, bây giờ ăn bao nhiêu vẫn phải để dành một
tí để đi uống nước. Rồi, ok. Bây giờ anh sẽ dẫn em đi uống nước. Nhưng mà đi uống nước ở đâu nhỉ anh nhỉ? Đi đây là ngay ngay đây, ngay đoạn này thôi. Gần lắm. Vâng, thế đi, em và anh bây giờ đi đi. Đến nơi rồi em ơi. Em bảo anh đưa em đi uống nước mà. Xin nước đây. Nhưng mà đây đây em có thấy không? Đây đầy nước này, thấy chưa? Một hồ nước luôn. Nhưng mà đây cái hồ mà. Ok, nhưng mà sao em mà đi uống nước? Em ăn nhiều như thế mà vẫn đi uống nước được. Em cứ tưởng là anh đưa em đi uống nước ở quán ấy. Thì đây hồ đầy nước này, em xuống đây uống. Em ăn tốn quá cơ. Ăn hết thì ăn chè, ăn gà này. Bây giờ vẫn đòi đi uống nước nữa thế thôi. Anh sợ em quá. Đùa em tí thôi, bây giờ anh đi mua nước cho em ngay đây. Ngồi 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 ghế đá rồi nhá. Anh rồi rồi anh đi mua nước cho. Đây, đây. Kéo ra. Rồi đấy. Đấy. Em gái lui đúng không ạ? Phải phơi phới đấy chứ lị. Em đợi anh ở đây nhá. Rồi ok em đợi đi. Tôi đi mua hai cốc trà sữa cho em gái lui này. Em vẫn đang là nghịch gì đấy? Đang nghịch gì đấy em? Ôi rồi, em đang thử lật cái chai này. Em thích chọn là chai nước à? Em thấy kiểu trên mạng. Nước ấy. Của em này. Em xin. Em thấy trên mạng chúng nó hay chơi ấy, hay em với anh với em thi không? Chơi luôn, sợ gì, nhưng mà thi lật chai nước á. Thi lật chai nước. Nhưng mà phải có hình này. Hình phạt với cả phần thưởng chứ. Bây anh em mình cùng nghĩ chơi cái này đi, hình phạt hình thưởng đi. Bây cho em lật thôi. Nếu mà cho em lật 5 lần. Rồi. Nếu mà em lật được thì là em thắng. Rồi. Em không lật được lần nào là em thua. Rồi. Nhưng mà nếu như em lật được thì anh phải bị em sao? Thì bây giờ nếu mà em lật được á thì anh cõng em chạy một vòng quanh hồ này luôn. Hồ này to hơn sân bóng nha các bạn nhá. To hơn sân bóng rất là nhiều. Có chạy được không? Còn cõng em nữa em nặng lắm đấy. Anh biết em ăn khỏe mà. Anh sợ gì? Anh dưỡng bự con mà lại sợ cõng em á. Chạy một vòng quanh cái hồ này á. Thế nhá. Thế mà nếu mà em không được thì em phải làm gì? Như nào nhỉ? Em phải làm gì? Em nghĩ đi xem là nếu mà em thua em phải làm gì? Thì bây giờ nếu em thua thì em phải làm gì bây giờ nhỉ? Em thắng thì anh cõng em, còn em thua thì em sẽ cõng anh chạy một vòng quanh chỗ này. Em cõng được không? Em sao cõng được? Thế thì em mới cố để em phải thắng. Rồi, anh sợ em gãy xương thôi chứ còn em cõng hay anh cõng đều được. Nhưng mà trước hết em phải lật được 5 lần đã thì em mới... Nghĩa trong 5 lần đấy có một lần được đúng không? Ừ, là em chiến thắng. Thế là ra đứng ra chỗ này cho thoải mái đi. Đấy. 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 Trình diễn đi. Lần thứ nhất, nhưng mà gì có ý kiến gì cứ nói đi. Thôi. Rồi, lần thứ nhất nha. Cầm. Ôi. Lần thứ nhất trượt. Lần thứ hai trượt. Từ từ thôi. Phát lại em cõng anh chắc rồi. Ui giời, lần thứ ba trượt. Thua rồi, chắc chắn rồi em ơi. Lần thứ tư. Ui giời, tí được. Lần cuối cùng nếu mà em không được thì em sẽ phải cõng anh. Run đồng, run tay rồi phải không? Run quá, chết rồi. Cố gắng lên. Ôi, giỏi đấy, lần cuối cùng được luôn. Ôi, sao em cao thủ đấy? Thế là anh đừng phải cõng em rồi nhá. Ôi, sao em giỏi thế nhỉ? Các bạn ơi, mình đã lật được rồi. Tôi cứ nghĩ là Loan phải cõng tôi nhưng không ngờ tôi phải cõng Loan rồi, chết rồi. Bây giờ anh cũng sẽ phải cõng mình chạy quanh một vòng cái hồ này. Ôi ồ, cái hồ này tôi khẳng định các bạn là to hơn cái sân bóng nhá. Nói chung là rất là rộng. Ok, nhưng mà Lam Tử Án Đại Trượng Phu ấy, có chơi có chịu, thua thì tôi phải chịu phạt. Cõng em cái đuôi chạy một vòng quanh hồ này. Hay là ngồi uống nước một tí nữa. Không, phải chạy luôn, bây giờ em đang thắng em vui lắm. Bắt anh cõng luôn. Cõng luôn, cõng chạy quanh một vòng luôn. Rồi ok, cõng luôn. Từ từ, em bao nhiêu cân? Em 52 cân. Ui ôi. Tôi cũng 52 cân, thì chết tôi rồi. Gãy xương, phát này gãy xương. Từ từ nữa. Ôi trời ơi. Ôi cũng nhẹ các bạn ạ. Cũng nhẹ, bây giờ em cầm hộ anh máy quay. Đấy. Rồi đấy, cõng. Ôi trời ơi. Đây. Em không máy quay đâu ấy. Cái này gãy xương rồi các bạn ơi. Mình không nghĩ là anh chạy được quanh một cái vòng quanh hồ này đâu. Chắc anh phải chịu thua thôi em. Cố gắng em đến đâu đến chứ bây giờ thực sự là rất là mệt các bạn ạ. Ui ôi. Lặng như con trâu ấy các bạn ạ. Ôi ôi. Lặng như con trâu làm thế nào để có thể so sánh mình với con trâu được. 52kg mà tôi bằng cân em gái lùa của tôi. Ôi ôi. Ôi các bạn ơi.
Các bạn cứu tôi. Có ai cõng hộ tôi, em gái nuôi tôi không? Tôi mệt quá rồi. Cái hồ này nó rất là rộng luôn. Ôi ôi. Ôi em ơi, nghỉ nghỉ, anh mỏi quá. Nghỉ nghỉ. Nghỉ nghỉ. Nghỉ cho tao. Ây da. Ôi ôi. Ôi ôi mệt quá. Ôi mệt quá, các bạn là nghỉ giải lao. Mới đi 1 phần 10 chặng đường thôi. À thậm chí là chưa được 1 phần 10. Cái vòng hồ nó to dã man luôn. Tít 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 ở kia kìa. Nói chung là cái hồ rất là rộng. Ui anh mệt quá em ơi. Anh mệt quá. Hết sức rồi các bạn ơi. Làm nào để chạy hết vòng hồ ấy. Cố gắng vậy. Cố gắng vậy. Ôi em nặng đấy. Em cũng buồn cười. Ôi để em đứng lên, đứng lên. Cõng tiếp. Rồi. Cố gắng. Một mình ăn hết gần 20 cốc chè là các bạn biết là mình và béo vừa nặng như nào. Ôi giời. Cố gắng vậy thôi. Không biết làm nào được các bạn ạ. Anh có thấy hối hận khi tham gia trò chơi này với em không? Anh chưa bao giờ hối hận một việc gì cả. Vì thế là thua thì cố gắng chịu phạt thôi. Chứ còn biết làm thế nào bây giờ. Em sợ là anh không đi nổi đâu. Em thấy quãng đường còn xa quá. Không sao, cố gắng mà. Đang đâu là chơi trò chơi cơ. Ôi em muốn nghỉ nghỉ. Em đứng đứng hẳn lên, em đứng hẳn lên. Nghỉ nghỉ nghỉ. Ôi các bạn. Nghỉ giải lao lần 2 vừa mệt quá. Đi được một đoạn là nghỉ. Ôi đi được một đoạn này, không sao. Em được anh cõng em vui không? Vui, rất vui. Vừa vui vì được thắng trò chơi. Hình như em là người con gái đầu tiên anh cõng trên lưng sao em ạ? Chết rồi. Này còn 52kg nữa, khác thì con trâu mộng đâu. Lên tiếp em ơi. Tiếp tục. Các bạn ơi lại tiếp tục. Nhanh để về lắng lắm rồi. Khổ thân anh mình các bạn ạ. Nhưng mà không ngờ. Không ngờ lặng như này các bạn ạ. Từ bé giờ mẹ thì chưa cõng. Bố thì chưa cõng lần nào. Lần thế nào lại đi cõng gái thế chứ gì. Cứu tôi với các bạn ơi. Quãng đường còn rất xa các bạn ạ. Lại còn đang nắng nữa, tự nhiên bây giờ nắng to thế. Ôi ôi. Ôi lặng nước ơi. Ôi mệt quá. Các bạn ơi, tôi khuyên các bạn đừng nên lấy vợ. Đây là mới chỉ em gái nuôi thôi đấy. Đừng nên lấy vợ. Nghỉ 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 nghỉ. Lại nghỉ tiếp. Ôi ôi. Sao đứng lên. Ôi trời ơi. Tắt hết cả mồ hôi rồi. Ôi mệt quá. Mệt quá các bạn ơi. Hối hận khi đã tham gia trò chơi này. Anh sắp hối hận rồi em ạ. Chuẩn bị hối hận đấy. Từ bé giờ chưa hối hận cái gì nhưng mà cái này chuẩn bị hối hận đấy. Mệt dã man luôn. Ui. Thở không ra hơi rồi. Tiếp tục hành trình gian nan các bạn ơi. Ôi ôi ôi. Có bạn nào cõng hộ tôi không? Tôi nhờ các bạn từ lấy mà các bạn không ai comment này thế nào thì các bạn comment đi nào. Nếu các bạn muốn cõng em gái luôn tôi hộ tôi, các bạn comment bên dưới xem nào. Mỏi lắm rồi. Từ bé đến giờ mình cũng chưa được bạn trai nào cõng như này cả. Ôi ồ. Cõng này còn chạy một vòng quanh hồ nữa. Ôi ồ. Chết anh chứ thế nào nữa. May là tầm này nó không có người không thì ngại chết. Ôi ồ. Ôi. Mệt quá em ơi. Anh của tôi thì đã đã cao to sẵn rồi các bạn ạ. Anh dưỡng đỏ hết mặt lên rồi. Thôi nghỉ 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 nghỉ. Được một nửa hồ rồi. Gần được một nửa hồ rồi. Nói chung là gần hoàn thành nhiệm vụ rồi. À đâu? Còn đâu? Còn một đoạn tít 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 nữa. Nói chung là còn lửa ra phòng hồ nữa. Ui mệt thế. Hay là em tha cho anh đi. Không, em không tha được. Tại vì lúc đấy em thấy anh hùng hổ lắm mà. Cũng may là hôm nay không nắng lắm các bạn ạ. Chứ như mọi hôm nào mà 37, 38 độ thì chắc là anh mình ngất luôn ở đây rồi. Không sao. Tôi là dưỡng bự con mà. Quá điều bình thường đối với tôi luôn. Tiếp nào. Tiếp nào. Cá trà. Cố lên. Cố lên. Chắc
phải nghỉ thôi em ơi. Thôi thế anh dưỡng của tôi là hình như là chắc phải nghỉ đâu, không chịu nổi nữa rồi. Mỗi ngày một yếu dần các bạn ạ. Tôi đang bị tụt xuống. Mình đang bị tụt xuống dưới. Nghỉ em đứng lên đây. Ui. Đi đúng một vòng rồi các bạn ơi. À, chưa được một vòng. Nhưng mà là từ đầu bên này sang đầu bên này. Nửa vòng rồi. Từ đầu bên kia sang đầu bên này. Rất là xa luôn. Sao anh lại chấp nhận thử thách điên rồ vậy? Thế này là anh không phải đi tập gym nữa đâu anh Dưỡng ạ. À. Thôi hôm nay ở nhà ngủ thôi, không tập được nữa đâu. Ui, mồ hôi chảy ra như mưa ấy. Tiếp tục nào. Tiếp tục. Anh mình cong, mình cảm thấy nó cứ tụt lần người. Yên tâm. Anh là đàn ông, anh sẽ đưa em về đến nơi, tức là đi nơi về đến trốn, em yên tâm. Không thể bỏ em lại giữa đường được. Thở đều anh ạ. Okay. Thế thì hôm nay em nghĩ không phải hôm nay đâu, mà mai anh về anh cũng không phải đi tập gym nữa đâu. Một vòng như thế này đủ chết rồi. May quá các bạn ạ. Quả đấy mà quả cuối cùng mà tôi thua thì thôi. Mình mà thua thì phải cõng anh Dưỡng chắc không chịu nổi. Anh bằng cân em mà. Nhưng mà em con gái, anh còn đi tập gym nữa. Cố lên, cố lên. Đi từ từ thôi, đừng chạy. Chạy không về được đến nơi đâu. Thôi nghỉ nghỉ nghỉ. Ôi. Sắp về đến nơi rồi các bạn ạ. Anh mình bây giờ như tắm luôn rồi. Các bạn nữ có người yêu thì nếu mà để cho người yêu muốn người yêu chứng minh tình cảm của mình thì hãy bảo là người yêu cõng một vòng quanh hồ như này các bạn nhá. Các bạn yêu này, các bạn yêu bạn gầy gầy thôi, yêu bạn béo là chết đấy. Giống tôi là chết đấy. Nào chúng tôi lại tiếp tục các bạn ạ. Bọn mình lại đang tiếp tục đi rồi đây. Mình đã không nghĩ là anh mình có thể hoàn thành cái nhiệm vụ. Em không ngờ là anh nghĩ là cậu mình sắp về đến nơi rồi. Cố gắng chứ biết làm nào. Anh thua anh phải chịu chứ. Đám chơi là đám chịu nha các bạn. Ôi. Ôi. Ôi nghỉ 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 em ơi. Cố lên, chắc chỉ còn khoảng độ bao nhiêu? 300-400 mét nữa thôi. Chết rồi. Nốt chặng nữa các bạn ạ. Chỗ này phải 2 chặng nữa, phải 100 mét chứ đùa đâu. Thế mày nghỉ 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 nghỉ. Hết sức rồi. Mệt quá các bạn. Đây cũng được tính là gần vòng con mấy trăm mét. Ờ sắp đến rồi, sắp đến rồi. Còn lỗi một đoạn nữa thôi các bạn ơi, kia kìa ghế kia kìa. Sắp về đích rồi. Thôi này anh cầm máy quay cho. Chưng. Mệt dã man luôn. Nhưng mà thật sự rất là vui. Kia đích kia rồi. Vui quá. Ui. Đây rồi, sắp đến đích rồi. Lần đầu tiên cõng Châu Mộng trên vai như thế các bạn. Ôi ôi. Vừa nãy bảo tôi nhẹ các bạn ạ. Xong bây giờ bỏ thử. Ôi, em đứng lên, em đứng lên, em đứng lên luôn đi. Ôi, lấy mũ rồi. Ok. Vậy là tôi đã hoàn thành cái hình phạt của tôi, đó là cõng em gái lua chạy một quanh vòng hồ. Mệt quá. Anh bây giờ rất là mệt. Anh nói cảm nghĩ của em đi. Khi em được anh cõng một quanh, chạy quanh vòng hồ như nào? Em không biết anh mệt nhưng mà em vui lắm. Vui á? Em được cõng em vui không? Vui chứ. Một vòng chắc phải đến bao nhiêu, hơn có được một cây không anh? Chắc được một cây đấy. Cây số đấy nhỉ. Nhưng mà công nhận anh mình rất khỏe. Hôm nay là lần đầu tiên tôi dẫn em gái lua đi chơi, thật sự là rất là vui. Tuy em gái lua tôi ăn nhiều một tí, hơi lặng một tí nhưng mà không sao. Vẫn rất là vui khi được đi chơi cùng em gái lùi tôi. Rất là vui các bạn ạ. Ok, cảm ơn các bạn xem clip tôi một lần nữa nha. Xin chào tất cả các bạn.